Em có yêu người Lào Cai không? Trai Lào Cai không? Sao lại trả lời nhanh thế? Anh là con trai Lào Cai đấy. Thế em yêu trai Yên Bái không? Trai Yên Bái à? Cũng không, lại không. Ôi, thế em thích trai phố rồi. Đúng không? Tầm này Yên Bái em không yêu mày. Tầm này không. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Giá Nga Pháo nhá. Hôm nay mình lại có mặt tại một bản người Tây ở Yên Bái. Hôm nay mình đi cùng anh Mạnh nhá. Không biết là trong tay anh Mạnh cầm rất là nhiều đồ đây. Đó. Hello, chào mọi người. Hôm nay mình bòi lang thang không xách cái 5 lít à? Mình chỉ đem vịt đến nhà bạn đi chơi thôi. Đấy, đây là một bạn nữ ở gần nhà anh Mạnh. Hôm nay có dịp hai anh em lại về chơi nhá. Mình thấy cái nhà sàn này mới làm rất là đẹp này. Họ sơn hình như là chưa xong đâu, đang làm dở. Bây giờ mình sẽ đi vào trong hỏi thăm xem nhà nhá. Đây rồi, mình vào đến gần đây. À, nhà này làm bằng gỗ. Đầu tiên nhìn xa xa mình cứ tưởng là bằng cột bê tông. Nó không phải, nguyên bằng gỗ hết. Ôi, nhà nuôi lợn làm chó đấy. Ba cậu vàng lận. Cậu đen đi. Đây là nhà bếp nha. Nhà con gái. Anh biết tại sao nhà em nuôi nhiều chó. Xin chào nha, chào em. Xin chào anh. Không phải xin nhiều, nhà em có nhiều em gái quá. Nhà có con gái nuôi chó nhiều đúng không? Không phải nhà có con gái nuôi chó nhiều đâu. Tại vì em xinh quá nên là nuôi chó thì em đúng không? Không phải là nuôi chó dưới em. Xung quanh nhà em kiểu có nhiều em gái quá. À thế à? Xung quanh nào có bạn nữ nào chưa có người yêu chưa? Ở đây hết rồi. Anh cũng đang ý. Em ơi cho anh đây là may rồi đấy. Cho anh xin hỏi dạ. Em tên gì nhỉ? Em tên Nguyệt ạ. Nguyệt à? Ừ. Nguyệt sinh năm bao nhiêu? Em 2003. À, thế là vẫn đang học cấp 3 đấy à? Dạ. Em trường 18 này. Anh có chờ được mà. À đúng không? Em đang nghỉ cái đợt dịch này đúng không? Vâng, em đang nghỉ đợt dịch. Đi học có cách xa trường không em? Người chân ngắn nó khác nhỉ, ngồi ghế thấp mà vẫn ngồi được, mình không ngồi được. Đùa ông Mạnh này. Vừa nãy vừa ngồi tận tít bên này này, bây giờ ngồi xong bên kia. Không phải. Thì nước đã sôi đấy. Ở đây có cái bếp ấy. Có bếp là ấm rồi, nhưng kiểu ngồi cạnh bạn gái thì nó chắc chắn là nó sẽ ấm hơn đúng không? Nhận ấm ấm lòng phải không em? Thôi, nước sôi rồi, muộn rồi đây. Mình chế biến đi anh ơi. Anh vừa tải món lên. Ôi, con vịt tuột rồi. Con vịt đã bị tuột rồi. Sao ấy? Đâu. Ôi. Vô đi anh. Mình tính. Ôi. Cái món vịt này làm gì anh? Định chiêu đãi em Nguyệt món gì? Bí mật mà, không thể bật mí được. Ok. Bí mật bật mí một xíu. Buộc lại vào đi, không tí nó chạy xuống hào thì em buộc lại của anh. Mất làm đấy. Có vẻ ăn ý phết đấy nhỉ. Em chỉ biết buộc thế này thôi. Buộc thế nào cũng được. Thế này cũng được rồi. Lát nữa là anh sẽ buộc em đúng không? Không, ở đây mình không có phong tục bắt vợ đâu. Không có nhưng mà anh mình buộc. Không có phong tục bắt vợ đâu. Hôm nay anh sẽ lấy phong tục đấy ở trên. Thế có phong tục bắt chồng em? Không. Anh từng nguyện được bắt, bị bắt. Ở đây không có phong tục bắt vợ, không có phong tục bắt chồng luôn. Nha, trong kia nước đã sôi rồi, còn bên ngoài này thì anh Mạnh và bạn Nguyệt đang chọc tiết vịt. Cái cảnh chọc vịt thì mình sẽ không quay đâu nhá, vì nó vi phạm vào chính sách của YouTube. Anh Mạnh này mặc đẹp trai thế,
Service nóng thùng, khiếp thật. Đi nhà này bạn... hôm nay đến chơi nhà bố mẹ vợ tương lai mà người đâu lại không ở nhà mất. Thế cho anh hỏi là bố mẹ em đi đâu hết rồi? Thế thấy... Bố mẹ em đi làm hết rồi. Đi làm à? Không. Thế tối có về không em, bố mẹ em? Dạ không. Là như nào? Đi làm xa thôi. À, thế à? À. À rồi anh hiểu. Thế là tối hai chị em ở nhà thôi ấy, không có ai ở cùng ấy. Thế thì đây gần nhà anh Mạnh phết nhỉ. Anh Mạnh ơi, cho em xuống đây ở với anh vài hôm nhá. Anh ở tạm thôi, em ở tạm thôi, có khi em lại chuyển khẩu ơi. Anh sợ nhất là cái khoản ở tạm đấy. Ở rồi sợ mất cả chì lẫn chài. Mất thì không sao đâu. Hay em cho đấy để ông ấy sát ác phết nhỉ, chọc phát chết tươi. Này Mạnh thì đang nước sôi rồi mọi người ạ. Mạnh đang cho luộc để làm lông. Anh ơi, món này làm thế nào ấy? Mình sẽ cho mọi người thưởng thức một món rất chân phương ở nhà quê. Nhà quê. Món bánh xanh. Nhà em có hoa chuối không em? Nhà em á? Nhà em hoa chuối nhiều lắm, nhà em chẳng có gì ngoài chuối luôn. Nhà em chẳng có gì ngoài chuối. Em à, em đi lấy của anh của đấy hai hoa chuối rồi. Thế anh em mình đi. Anh cùng em đi. Cho anh Mạnh lại nhá. Em đi tâm sự tí. Bye bye. À đâu, ngay đằng chỗ vườn này có bao nhiêu cây suối đây, không biết có quả không? À, có hoa không? Hả? Đây là sau vườn nhà bạn là Nguyệt mọi người nhá. Có không em? À kìa. Có hoa chuối kìa. Cao lắm. Có lấy được không? Để hay là để anh? Chắc phải buộc với cây em ạ. Tôi để em đi lấy lạt ạ. Giờ bạn Nguyệt đi lấy lạt, lấy dây với buộc cái liềm vào rồi. Bây giờ bạn ấy sẽ móc nhé. Anh hứng chưa? Rồi để anh nhặt cho, anh dưới này anh nhặt cho. Được, tốt. Để anh nhặt cho em ạ, anh đang tiện dưới này. Đây, hoa chuối. Ở dưới đây là một cái ao cạn. Để anh đánh nhặt cho. Đây mọi người. Không, để anh cầm cho. Anh cầm được mà. Đây, hoa chuối. Nhà em chả có gì ngoài chuối cả. Cẩn thận ngã em nhé. Ui. Đi vào nhà đi. Hoa chuối này có, em nghĩ là 90% là thái ra. Không biết là món gì đâu. Em có thể đoán được 30% món này là. Ừ. Mình sẽ đi đường tắt. Thế em nghe giỏi. Hoa chuối thì mà anh làm mỗi hoa chuối ra còn làm món gì. Thì chết đâu anh lấy về anh tặng em thì sao. Hello. Đâu hoa chuối đâu. Hoa chuối này sẽ làm gì anh ạ? Em bóc cái phần già già nó đi, em thái mỏng ra gạch. Thái ngâm nước. Ngâm nước muối đi, cho đỡ chát. Ok. Rồi, mình sẽ hộ anh Mạnh nha, cũng muộn rồi. Đỏ thế nhở, gặp đúng con vịt lông ống. Nhà mai bố mẹ không ở nhà nhá, không ông này làm con vịt 2 tiếng rồi đúng không? Hôm nay mất điểm luôn. Mất điểm. Rồi, Mạnh đã làm vịt xong rồi mọi người nhá. Còn đằng này bạn người đang giúp mình thái cái hoa chuối. Đằng này là một bạn nữ khá là xinh, không biết là vừa tới thôi. Chào em nhá. Vâng, chào anh. À. Em này là như nào với em hả Nguyên? Em gái. Em gái à? Vâng. Em gái ruột đó hả? Không, em gái họ. Họ à. Bé này chắc còn đi học không? Đi học học lớp mấy rồi? Hả? Đi, em học lớp 10 ạ. Lớp 10 à? Vâng. À, đấy hai chị em học cùng trường đấy hả? Vâng.
Rồi. Rồi, quay sang Nguyệt đang ấy móc từng ấy ra. Anh em ơi. Ngoài đâu em bổ em được Nguyệt. Bổ à? Đến cái đây em bổ đây, bổ cái này vào đây. Em bảo thì em bổ cái này. Phải cầm tay cơ anh Mạnh, phải cầm tay bảo cơ. Cầm tay bảo nhé. Được rồi. Thôi em thấy. Cái này tí nó nổi lên rồi mà. Nổi lên. Tay trái đi nhá. À xuống tay trái à? À tay trái còn tim đúng không? Thôi. Tay trái gần tim thôi, không bị dùng tay phải đâu. Anh thích những người dùng tay trái. Thôi để cho Nguyệt thái nhá. Còn đằng này anh Mạnh đây, đã mài sẵn dao rồi, chờ mượn thớt rồi để làm con vịt này. Cái món này hôm nay ấy là sẽ làm gọi là cái gì nhỉ, nộm hoa chuối à? À không phải nộm hoa chuối, nhầm. Hoa chuối nửng, hoa chuối hấp ấy, hấp với thịt vịt nhá. Hoa chuối hấp với thịt vịt nhá. Bây giờ anh ấy sẽ chặt cổ cánh ra rồi để làm băm với để trộn với hoa chuối. Rồi, cho anh mượn này. Đấy, anh đấy đang lọc cánh ra. Ơ, sao lại lọc xương ra anh? Chiếc ống này nó cứng. Cứng à? Ông cứ sấn sấn vào cạnh con gái nhà ta. Làm trò. Căn bản thì mình muốn. Linh ơi em nhặt rau gì đấy? Em nhặt rau ngọt su su ạ. Ngọt su su à? Cái này là luộc hay xào? Luộc xào. Xào tỏi đấy anh Tùng. Anh Mạnh nhỉ? Cái này xào tỏi ngon mà. Bé Linh có nghiêu chưa? Chưa. Chưa. Thế là sắp có chưa hay là chưa? Chưa có à? Ế dài lắm. Ế á? Gớm 16 tuổi ế gì ạ? Anh 20 mấy tuổi đây còn không kêu ế thôi. Em có yêu người Lào Cai không? Trai Lào Cai không? Không. Sao lại trả lời nhanh thế? Anh là con trai Lào Cai đấy. Thế em yêu trai Yên Bái không? Trai Yên Bái à? Không. Không lại không. Ôi, thế em thích trai phố rồi. Tầm này
mình sẽ không ngồi làm phiền hai đôi này nữa. Mình sẽ đi cùng với Linh đi chặt lá chuối để đi gói nhá. Đó, chặt một lá to kìa. Ôi. Ở sau nhà bạn Nguyệt làm cái suối. Anh kéo cho anh chặt. Đấy này. Đó. Cẩn thận vào đấy. Ấy. Rồi. Để anh cầm cho. Đi. Thế này. Có. Anh chẳng có bí mật gì. Có. Em biết thì em mới nói. Thực ra anh cứ nói xem nào, anh có bí mật gì là để cho em nói lời mà nó đẹp với anh. Sao anh Mạnh? Anh không hiểu. Đây nhá, đây là những cái gia vị, rau thơm này, rau mùi gai, rau mùi tàu đấy, mùi gai mùi tàu đấy, lá hành, cưa ấy, mọi người. Lá răng cưa. Anh thực sự trung tình mà. Siêu trung tình à? Để anh Mạnh thái rau thơm vào. Tình cảm của anh nó có thương hiệu nhỉ? Hẳn là tình cảm có thương hiệu luôn. Trung tình thì chẳng có thương hiệu. Với em nào cũng thế à? Hay như nào? Không. Yêu 10 nhưng mà chỉ chọn 1 thôi. Là như nào? Thế có người chia bảo là cái gì nhỉ? Yêu trăm, chọn 10 lấy 1. Ông Mạnh ấy chắc yêu hàng nghìn rồi. Ông thấy tôi đi bắt vợ quanh Tây Bắc này có bắt được ai đâu. Vâng, chịu. Em không biết đâu. Đi bắt vợ quanh Tây Bắc còn chưa bắt được ai. Buồn quá. Đây là hạt dổi mọi người nhá. Mình không phải giới thiệu nhiều rồi. Ở trên kênh mình gần như dường như là món nào cũng có cái hạt dổi này rồi. Cái làm gia vị ấy thì mọi người mua về ấy, cho ướp thì mỗi chỉ cho vài hạt thôi nhá, nó thơm thôi. Cho nhiều nó sẽ đắng. Cho 2 đến 3 hạt nó sẽ thơm lức luôn rồi. Hôm nay mình sẽ không cho mắc khén nữa nhá các bạn. Vì đấy hết mắc khén. Ai có nhu cầu ấy thì mua hạt dổi mắc khén. Thịt trâu sấy gác bếp, cả thịt lợn sấy gác bếp thì liên hệ số điện thoại trên kênh Giàng A Pháo nha mọi người nhá. Ờ được rồi. Rồi món ăn cũng sắp xong rồi đấy. Bây giờ chỉ cho lên hấp nữa là tuyệt vời rồi. Cái này ngâm rồi bây giờ sẽ bóp ra nhé. Bóp ra hết cái vị chát đi. Cái vừa nãy mình ngồi ấy rồi mình thơm quá. Cái mùi bằng nước muối nhá. Thì cái này làm đó nó sẽ không đen đấy mọi người. Muối hoặc là chanh hoặc là có mẻ nữa. Nhà nào có mẻ thì ngâm mẻ vậy. Ôi cái mùi mắc khẽ hạt dổi làm em đói quá. Chết rồi. Trộn này. Trộn đều. Em nghĩ là thiếu trứng. Đúng rồi. Cái món này cho 1-2 quả trứng ấy nhá. Cho cái gì nó đó là hoa chuối hơi nhiều đấy. Bạn Nguyệt đã hộ mình rồi. Mình mới bớt phần hoa chuối ra hơi nhiều. À, trứng muối mới chính. Bé Linh thì lắt chắc chạy ra đây rồi. Thế thôi em ạ. Rồi. Cái này mình có mặn, cái mặn đấy.
Ui mày thế. Được rồi, được rồi, được rồi. Được rồi em ạ. Gọi bánh bao giờ chưa? Có. Em gọi bánh không? Có. Để lấy tay anh nhỉ? Tay anh được mà. Tay nhá. Không sao đâu. Rửa sạch có sao được mà. Mà ăn mình ăn mà. Ai ăn đâu. Có như gói bánh. À được hai gói đấy. Được. Rồi thế thôi. Không, em không còn chặt đâu. Để mạnh. Mua này thôi. Ừ, mạnh. Anh mạnh chuyên nghiệp. Anh sẽ đập cái này thôi. À gói cái đấy à? Lấy dây mình buộc này. À, thôi cái đấy. Anh lấy dây thôi. Rồi đã xong rồi, bây giờ bạn ấy sẽ cho vào chỗ nhá. Ở đây không có dùng bằng gỗ nữa rồi, họ người dân họ dùng bằng nhôm. Rồi sẽ cho vào trong nhá. À có hai nồi đấy, có hai bếp và có bếp ga nữa, sẽ chuyển cái này lên bếp ga nhé. Được sáng lắm. Rồi, chờ mãi các món ăn đã gần chín rồi mọi người ạ. Đây, món vịt hấp bắp bi cũng gần chín nhá. Còn là món vịt trên này. Chuẩn bị đưa bác xuống rồi. Đằng này là đầu bếp Mạnh chúng ta đang làm nước chấm vịt. Rau răm đúng không anh? Rồi. Bạn Nguyệt sẽ giúp mình lấy con vịt ra nhá. Đã chín rồi đấy. Ngon, đáng đói mọi người ạ. Bây giờ là 12 giờ hơn rồi. Anh em mình vào hơi muộn nên là đến đây còn chưa xong cơ. Em thích ăn chỗ nào nhất của con vịt em? Cái đùi anh. Đùi à? Tưởng ăn đấy. Ăn tưởng ăn biển số. Ăn gì bổ nấy thì nữa. Chị anh đùi, ăn đùi bổ đùi cho anh. Ừ. Đỡ đúng rồi. Ăn gì bổ đấy. Em ăn đùi và bên dưới đùi nữa. Ở giữa đùi nữa. Chỉ phần cho em nguyên cái biển số. Em không cần cái biển số, em chỉ cần cái đùi thôi anh. Rồi. Chưa. Rồi còn cái phần nước canh nhá, sẽ cho rau vào canh luôn nha mọi người nhá. Định xào cơ nhưng mà cũng khá là muộn rồi ấy. Nên là làm nhanh để tí nữa còn đi hộ bạn ấy trồng ngô tiếp. Ui. Có được đi không? Có. Đấy vừa rồi bạn bảo là tí chiều em phải đi trồng ngô nên là thôi. Cố gắng làm nhanh nhanh tí nữa đi hộ trồng ngô xem anh Mạnh có được thêm điểm nào không.
Bây giờ mọi người ạ, cái bữa cơm đã chế biến xong rồi. Bây giờ đây, bạn Mạnh đang nhấc lên nhà. Mình sẽ ăn trên nhà sàn nhá, nhà chính này nhá. Còn nhà bếp thì chế biến thôi. Đây có hai bạn nữ này, đi sau. Đằng sau có cậu của bạn Nguyệt nữa. Rồi mình sẽ cùng lên nhà nhá. Mình còn chưa lên nhà to này cơ. Bây giờ mình sẽ đi lên. Cái mâm cơm đã xong rồi mọi người ạ. Đây, trên nhà có chú của bạn Nguyệt với cậu bạn Nguyệt về chơi ở gần nhà mà. Thế là thấy anh em mình là về chơi, người thì không có rượu ấy. À, gọi chú về tiêm rượu. Có hai can này thôi, đơn giản mà. Đấy. Có hai can mini thôi. Cháu với chú nhá. Em nhá. Rồi. Hai anh em nhá. Cháu với hai con cơm. Rồi nay mình sẽ không bóc nhá. Cháu rể à? Cháu rể. Dạ. Mình ngồi đây thôi. Mình ngồi lên lòng anh à. Đây là ngồi đây. Thôi chào mấy mấy chú nhá. Rồi mọi người này. Ở đâu có chuyện thì chú cháu mình là muốn nhau một chút rượu. Cho em xin tiền rượu. Chú mình mời nhau nhá. Đấy con cháu nhá. Rồi cháu xin mời. Mời chú nhá. Mời cháu nhá. Rồi. Ai? Mời nào. Em. Ờ xin mời. Cảm ơn Linh nhá. Còi chắc chưa biết uống rượu rồi đúng không? Rồi, cháu mời chú mời anh nhá, em nhá. Rượu, rượu chuối hột mọi người ạ. Thơm. Hơi. Lần năm cũng rất là lôi cho anh nhỉ. Ngọt ngọt chát chát. Này, em biết say rồi. Nhưng mà vẫn say. Rồi. Mình sẽ vào ngồi cùng. Ôi làm vài chén rượu rồi, giờ mình sẽ quên mất không khui cái món này. Rồi mời chú trước. Chú ơi chú Dung đi ạ. Vâng, chú cảm ơn. Món này là của anh Mạnh anh đặc biệt làm đấy. Cho hết tâm cơ tình cảm vào đấy. Này em ra đây. Đấy anh ơi con dùng đây. Tự nhiên Linh em. Ồ ăn cơm không uống rượu à? Uống rượu đi chứ. Nó còn nói chung là rồi, chú biết uống rượu. Nào, anh gắp cho. Cảm ơn. Đây đây. Đây á. Thôi. Ôi giời. Được đô gắp mời cả nhà nhưng mà mỗi mình là thiên vị nhất là không mời. Mà hứng bát từ vừa nãy rồi ấy. Được hôm nay anh em mấy anh em đi làm việc kia xong là tiệc mấy xúc và múc cái móng kia xong là lên máy đi đáp cá luôn. À dạ.
Chú vợ của anh Mạnh. Ôi dồi, say quá. Sao lại là chú vợ nữa rồi? Thế chú vợ ấy gì? Chú ruột của... chú ruột của bạn Nguyệt còn gì nữa à? Bố gọi là bố chú ấy nhỉ? Thôi chắc là mình sẽ uống một chén này nữa và mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Cũng say rồi. Mình sẽ uống vài chén nữa và đi hộ bạn Nguyệt trồng tí quế để lấy hình ảnh cho bạn anh Mạnh cái. Để anh Mạnh có vợ rồi. Hôm nay vào đây để lấy điểm đấy. Ấy trồng quế ấy. Thôi. Anh em mình uống nốt trên này, mình sẽ kết thúc video này tại đây nhá. Nếu mà mọi người không biết là mọi người đã chấm bao nhiêu điểm rồi được ạ. Nếu mà mọi người thấy video này hay, vui và ý nghĩa thì đừng tiếc một like, một share để ủng hộ team Giàng Á Pháo và Á Pháo TV nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. Nào. Mọi người nào. Mọi người nha. Xin mời nha.